hồi còn nhỏ tuổi dại, không ít lần chúng ta xích mích với đồng đội và muốn gây gổ. Nhẹ thì chúng ta mắng chửi nhau vài ba câu, nặng trĩu thì có khi xả thân đấm đá đến sức đầu mẻ trán. Ngày nay, chúng ta có thể đọc được rất nhiều tin tức tiêu cực về những vụ đâm chém nhau, thậm chí giết người vì những lý do cực kỳ nhỏ tuổi nhặt, dớ dẫn. Đó có thể chỉ vì một cái nhìn đểu hay thậm chí là nhắc nhau không vượt đèn đỏ. Những hành vi hung ác bạo tất nhiên sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tuy nhiên lúc đó đã là quá muộn. Con người ai cũng có lúc bốc đồng và không kiểm soát được hành vi của mình. Vì vậy, việc chúng ta được giáo dục ngay từ khi còn nhỏ tuổi về những thành tựu của bạo lực là cực kỳ quan trọng. Tình trạng bạo lực đang diễn ra ngày một nhiều trong xã hội hiện đại. Bạo lực không thể dập yên bằng bạo lực. Để chặn lại những hành vi côn đồ, chúng ta cần có cách giải quyết khôn khéo và tinh tế, giống như ông bố trong câu chuyện sau đây. Một ông bố trẻ có đứa đại trượng phu 8 tuổi. Một hôm, cậu đại trượng phu hứa đã với bạn cùng lớp và chạy về nhà khóc lóc. Cậu nhỏ nhắn cảm thấy bạn cùng lớp đã sai và cực kỳ khó tính. Con định làm gì đấy? Có cần bố giúp con không? Ông bố gọi. Bố tìm giúp con một viên gạch. Con muốn đập chúng nó từ phía sau vào ngày mai. Bố biết rồi, để bố tìm. Con cần gì nữa không? Bố lấy thêm con dao để con có thể đâm chúng từ phía sau. Tốt, làm vậy thì con có thể bớt giận đấy. Để bố giúp con. Ông bố lên lầu và sẵn sàng mọi thứ sẵn sàng. Trong lúc đó, cậu đại trượng phu có vẻ bình tĩnh hơn một chút. Khoảng 20 phút sau, ông bố đi xuống, mang theo rất nhiều trang phục và chăn. Con trai, con đã nghĩ kỹ chưa? Gạt hay dao đây? Nhưng bố ơi, tại sao bố lại đem cho con cả trang phục và chăn vậy? Con trai, là thế này, nếu con toản cậu ta bằng gạch, cảnh sát sẽ bắt giam chúng ta khoảng một tháng trong nhà tù, vì vậy chúng ta phải mang theo một số áo khoác và chăn. Nếu con dùng một con dao và đâm cậu ta, chúng ta sẽ phải ở tù ít nhất 3 năm, nếu thế chúng ta phải sẵn sàng trang phục cho cả 4 mùa phải không? Đó là luật. Vì vậy nếu con đã quyết định, bố sẽ sẵn sàng hỗ trợ con. Bố, nhưng chúng ta còn chưa làm mà. Nhưng đại trượng phu, con có vẻ vẫn đang rất khó tính với bạn cùng lớp. Dạ, con sẽ không giận nữa và thực tế thì con cũng đã sai, cậu đại trượng phu đỏ mặt. Tốt thôi, bố ủng hộ con. Kể từ sau hôm đó, cậu đại trượng phu không còn nghĩ đến các giải pháp hung ác bạo mỗi khi nóng giận nữa. Cậu nhỏ nhắn đã học được cách lựa chọn đúng và cân nhắc đến thành tựu. Hầu hết chúng ta thường rơi vào tình trạng giận quá mức khôn mỗi khi tức tối điều gì đó. Điều này sẽ dẫn đến những hành vi mất kiểm soát nguy hiểm. Trong những trường hợp này, chúng ta cần bình tĩnh lại và suy xét đến thành tựu của sự việc, giống như cách dạy con đầy thông minh và khôn khéo của ông bố trên.